Xin chào các bạn đã đến với công ty thiết bị điện tử nghe nhìn website camera quay lén 360.com, chuyên cung cấp các dòng sản phẩm camera siêu nhỏ, thiết bị định vị GPS siêu nhỏ, máy ghi âm ghi hình và rất là nhiều những cái dòng sản phẩm khác nữa. Và hôm nay trong cái clip này mình muốn giới thiệu đến các bạn về một dòng sản phẩm mới của bên mình các bạn nhé, chiếc định vị nghe nén N19 đã được cải tiến cũng như là cái dòng sản phẩm mới nhất từ trước đến nay cuối năm 2018 và đầu năm 2019 các bạn nhé. Là dòng sản phẩm này luôn là một cái thiết bị luôn đi đầu về công nghệ cũng như là rất là nhiều khách hàng tìm hiểu cũng như là cần mua cái dòng sản phẩm này bởi vì cái độ chính xác của nó là tuyệt đối 100% luôn các bạn nhé. Thì tí nữa trong clip này mình sẽ là hướng dẫn cũng như là chỉ ra mà vì sao mình lại khẳng định cũng như là nói cái độ chính xác của nó là cao đến như vậy các bạn nhé. Thì đây, vỏ hộp bên ngoài chiếc định vị L19 là như thế này các bạn nhé. Là khi các bạn mua về đây là trên đây nó cũng ghi tất cả các thông số và các chức năng rồi. Thì mình sẽ là nói sơ qua ở đây là nó có cái chức năng thứ nhất là định vị chính xác là 100% này các bạn nhé. Pin được 3 đến 4 ngày đó. Và cái điểm nổi bật của cái dòng định vị này hơn hẳn so với những cái dòng định vị trước là nó có thể là chống nước được 100% các bạn nhé. Và tích hợp thêm chức năng là nghe lén và giám sát được trực tiếp trên điện thoại thông qua một cái phần mềm các bạn nhé, có tên là FinMi. Thì tí nữa là mình sẽ là hướng dẫn các bạn là cách tải các bạn nhé. Và chiếc định vị này là vô cùng nhỏ gọn đây các bạn nhé. Và mở cái bộ sản phẩm này ra, bên trong nhìn rất là chắc chắn các bạn nhé. Đây là một cái hộp giấy, cái hộp nhựa các bạn nhé, rất là cứng đây. Mở hộp ra các bạn nhé. Đây, nhân vật chính đây là một chiếc định vị L19 vô cùng là chắc chắn cũng như là có nam châm các bạn nhé, cực kỳ là dính đây các bạn nhé. Đây các bạn cảm thấy tiếng kêu nhé, dứt mãng ra đây. Ui, thấy chưa? Đây ui, thấy chưa nhá, giật đây các bạn nhỉ, giật nhá. Đây mình phải lấy cơ tay đấy các bạn nhé, rất là chắc. Những bạn nào mà lắp lên trên xe này đấy, hoặc là lắp lên những cái thiết bị này phù hợp với những ai là các vợ chồng mà không tin tưởng nhau thì là cần phải là theo dõi để lấy bằng chứng chứng cứ này, con cái đi học này, bố mẹ thì già yếu rồi thì nhiều lúc là hay lạc đường, thì các bạn hoàn toàn có thể là lấy cái thiết bị này định vị gắn lên người họ hoặc lên đồ vật để giúp là họ đi đâu thì các bạn cũng hoàn toàn có thể là nắm được cũng như là giám sát được các bạn nhé. Cái điểm nổi bật là nam châm siêu dính luôn các bạn nhé. Để mình phải căng tay mới lôi được ra các bạn nhé. Đó là cái chức năng đó. Cái chức năng tiếp theo là nó hoàn toàn có thể là chống được nước các bạn nhé. Đây, gioăng cao su của nó rất là kín đây các bạn nhé. Đây, mình sẽ thả vào một cái cốc nước các bạn nhé. Đây, cốc nước đây các bạn nhé. Đấy, hoàn toàn nó có thể là chống được nước các bạn nhé. Đó, rất là tốt với cái dòng sản phẩm này. Thì những bạn nào mà đi mưa hoặc là hay đi mưa nhiều hay là rửa xe hay các thứ ấy, các bạn nhé. Đây, mình sẽ lau đi để đây đã ướt các bạn nhé. Đấy, rửa xe hay các thứ thì là không hề phải lo là nó hỏng hóc hay cái gì cả. Đấy, nam châm thì đã rất là siêu chắc, siêu dính rồi, lại còn cộng thêm cái chức năng là chống nước nữa thì là cái sản phẩm này thì là cái sản phẩm là rất là tuyệt vời, nhiều khách hàng là thích các bạn nhé. Đây, và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng này. Đây, gioăng cao su của nó đây các bạn nhé. Đây, rất là chắc này, các bạn phải cậy mãi nó mới ra đây. Đây, mình sẽ cậy nhá, tại vì nó chắc nên nó hơi khó khăn. Đây, mình sẽ phải cậy này các bạn này. Đấy, đấy các bạn nhé. Các bạn hoàn toàn có thể là đây, mở trong này vẫn khô đét đây các bạn nhé, khô giòn luôn đấy. Thì đây, mình sẽ để gần cho các bạn nhìn này. Đây này, là khe cắm SIM này. Thiết bị này thì định vị trên SIM nhé các bạn nhé. Các bạn chuẩn bị giúp mình một cái SIM của các nhà mạng như là Mobi, Viettel, Vila này. Những cái SIM hoàn toàn có chức năng là gọi được này, đăng ký gói cước mạng 3G, 4G là đều được hết các bạn nhé. Đó, thì các bạn chuẩn bị giúp mình một cái SIM mà khay bé nhất các bạn nhé. Đây là mình đang dùng cái SIM Viettel các bạn nhé. Đấy, SIM đăng ký mạng nghe gọi bình thường. Đây, còn cái chiều cắm SIM thì rất là đơn giản thôi. Các bạn cắm chiều khuyết này, SIM nó sẽ có chiều khuyết này các bạn nhé, chiều khuyết và chiều phẳng này. Cắm chiều khuyết xuống dưới này, chiều mặt đồng hướng lên mặt nam châm các bạn nhé. Đấy, mình nói rất là kỹ đây, mặt đồng hướng lên mặt nam châm này, chiều khuyết xuống dưới này các bạn nhé. Đây, các bạn cắm xuống, ấn móng tay xuống đây nhé các bạn nhé. Ấn móng tay xuống nó kêu tách một cái. Đấy, tách một cái và giữ SIM ở lại các bạn nhé. Thì phụ kiện kèm theo ở đây thì suýt nữa quên mất, mải mê hướng dẫn cho các bạn quá, cái bộ sản phẩm này rất là hay. Mình đây hướng dẫn thêm đây các bạn nhé. Thứ nhất là nó sẽ có một dây cáp sạc chân sạc Samsung này. Đó, một cái nhíp các bạn nhé. Một cái nhíp này công dụng của nó là các bạn hoàn toàn có thể là lấy ra
các bạn nhé. Lấy sim ra thì nhờ thông qua cái nhíp này các bạn nhé. Một sách hướng dẫn sử dụng các bạn nhé, thì ở đây là tiếng nước ngoài, đây nó cũng có hướng dẫn sử dụng là các khay sim ở đây luôn các bạn nhé. Đó thì ở đây thì là khi các bạn mua sản phẩm bên mình thì sẽ được nhận một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt do chính bản thân mình đúc kết cũng như là viết ra, để giúp các bạn là khi mua sản phẩm về là nhìn vào cái giấy đấy là các bạn sẽ là biết cách sử dụng. Và cái điểm tiếp theo là các bạn cứ xem kỹ clip này của mình là hoàn toàn có thể là biết cách sử dụng được các bạn nhé. Và chiếc định vị này thì bên mình đã có những cái clip riêng là hướng dẫn là các bạn là cách ngụy trang vào mũ bảo hiểm này, hoặc là những cái đồ vật siêu nhỏ khác thì là mình đã có clip riêng rồi. Thì những bạn nào mua hàng của bên mình thì mình mới là gửi clip đấy cho các bạn nhé. Còn những cái đồ này thì mình không phải lúc nào là cái gì mình cũng đăng hết lên được, bởi vì khi là mình đã muốn giấu người ta rồi mà mình lại đăng lên thì khác gì như là lẽ ông tời bụi lầy các bạn nhé. Nên những bạn nào mà mua sản phẩm bên mình là có nhu cầu là mình sẽ gửi để các bạn là biết cách cài đặt lắp đặt các bạn nhé. Sau khi đã cắm sim rồi đây các bạn nhé, đây là cái nút reset của nó này, lèn trắng đây là reset các bạn nhé. Các bạn đây là có biểu tượng nút nguồn này, các bạn giữ vào đây các bạn nhé, hoặc là các bạn giữ vào đây, giữ tầm đây đấy các bạn nhé, hoặc là các bạn hoàn toàn có thể là giữ vào cái nút này tầm 2 giây rồi các bạn nhả tay ra, là một lát sau là cái đèn này nó sẽ tự bật sáng đỏ lên các bạn nhé. Đó đây, tự bật sáng đỏ lên đấy, vừa bật tắt rồi các bạn nhé. Đấy, bật lên nó sáng lên tầm 2 giây rồi nó tắt đi các bạn nhé, là báo hiệu thiết bị đã bắt đầu nhận rồi các bạn nhé. Bây giờ các bạn lấy giúp mình, đây mình sẽ để gọn những cái đồ này vào. Khi mua sản phẩm từ camera quay lén 360.com là các bạn sẽ nhận được một cái thẻ bảo hành chính hãng 1-1 các bạn nhé. Mặc dù kể cả là bảo hành 12 tháng nhưng mà các bạn dùng 11 tháng bị hỏng nhưng vẫn còn mới là bên mình vẫn bảo hành cho các bạn, đổi mới cho các bạn nhé. Bên mình bán hàng cho công ty nên chính sách bảo hành rất là tốt. Chỉ cần là các bạn là không tác động cũng như là mới, nhìn nó vẫn còn ngon nghẻ mới như thế này là bên mình sẽ là đổi mới cho các bạn luôn các bạn nhé. Và bây giờ các bạn lấy một cái điện thoại smartphone thông minh của các bạn ra. Đó, và bây giờ các bạn sẽ vào, ai mà dùng cái điện thoại mà có hệ điều hành Android như mình thì các bạn vào cửa hàng CH đây. Mà ai mà dùng iPhone thì vào App Store các bạn nhé. Không chỉ iPhone, Samsung mà những cái dòng điện thoại khác, cụ thể của mình đây là Huawei này, đấy, Xiaomi này, hoặc những bất kể những cái dòng điện thoại khác, Oppo là đều ok hết các bạn nhé. Miễn là sử dụng chung cái phần mềm này là được. Đấy, các bạn vào cửa hàng CH đây, mình để gần nhé. CH đây, các bạn tải phần mềm giúp mình là Finmi các bạn nhé. FI này, mình đọc rất là chậm nhé. N thấp này, D này. Đây, N thấp D này. ME các bạn nhé. Ở đây nó sẽ đưa ra một những cái từ là gợi ý. Đây, các bạn phải nhập đúng vào Finmi đây các bạn nhé. Đây, tên phần mềm của nó đây, có chữ ở đây các bạn nhé. Finmi đây là mình đã tải rồi để đỡ mất thời gian cho các bạn nhé. Thì các bạn là chỉ cần tải này về thôi. Đấy, sau khi tải phần mềm về thì trên giao diện nó sẽ có như thế này, GPS Finmi các bạn nhé. Thì các bạn để ý giúp mình ở đây là trên thiết bị các bạn nhé, trên thiết bị nó sẽ có một cái mã, nó có một cái mã này các bạn nhé. Thì các bạn sẽ phải là vào phần mềm này, mình hướng dẫn rất là cụ thể chậm nha các bạn nhé, chú ý này. Vào phần mềm này các bạn nhập đúng cái mã này các bạn nhé, nhập đúng cái mã này và mật khẩu thì các bạn chỉ cần nhập từ 1 đến 6 thôi các bạn nhé là được các bạn nhé. Đó là các bạn ấn login vào giúp mình. Đấy, là ở đây nó ghi là Finmi phần mềm đang chạy này các bạn nhé, là phần mềm này đã bắt đầu được chạy rồi. Thì ở đây nó có rất là nhiều cái biểu tượng thì nhiều bạn là sẽ chưa biết, thì đây mình sẽ hướng dẫn kỹ một từng cái biểu tượng một. Là ở đây cụ thể ở đây là 9 biểu tượng các bạn nhé, thì là cụ thể như thế nào. Cái sản phẩm này rất là hay, đến biểu tượng nào mình sẽ hướng dẫn biểu tượng đó lên, các bạn chú ý giúp mình nhé. Cái đầu tiên là Line Tracking, có nghĩa là chức năng định vị các bạn nhé. Thì các bạn chọn vào đây, Line Tracking, chức năng định vị đây. Hiện tại là mình, nhà mình đang ở 1190 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội các bạn nhé. Đây, và đằng trước của nó là cái đuôi đây, các bạn để ý giúp mình này, 35565 này. Đấy, 35565 đấy chính là cái đuôi định vị này, và vị trí là 1190 đường Láng này. Đó, đây nhá. Còn tiếp tới ở đây các bạn nhìn là chú ý ở đây nhé, mình để xa ra các bạn có thể là dễ theo dõi hơn này. Thứ nhất đây này, nó đang hiện tại nó đang ở chỗ của mình, nó khoanh tròn một cái vị trí đây các bạn nhé, chính xác đến từng địa chỉ nhà luôn. 1190 đường Láng ở đây này, 65% pin này các bạn nhé, phần trăm pin ở đây này, wifi GPS online các bạn nhé, phần trăm pin ở đây. Hiện tại là ngày 22/6/2019 này, và thời gian là 1:17:45 đấy, nó cập nhật từng giây từng phút một ở đấy, chú ý ở trên này các bạn nhé. Đây 21 này,
15 này, tức là nó sẽ update, tức là cứ 15 giây nó sẽ update vị trí của các bạn một lần các bạn nhé, để nó đảm bảo cho các bạn là nó sẽ cập nhật vị trí liên tục. Ví dụ các bạn để cái thiết bị này lên mũ bảo hiểm của con cái hoặc là của nghi ngờ chồng hoặc là nghi ngờ vợ thì hoàn toàn có thể là giám sát được cứ 15 giây các bạn nhé. Đây 11 này, 10 này, đấy là nó sẽ cập nhật update ở đây vị trí của mình đây các bạn nhé. Và các bạn hoàn toàn có thể là xem trên cái vệ tinh này, các bạn chấm vào trên này, chấm biểu tượng này nhá các bạn nhá. Đây vệ tinh đây các bạn nhá, các bạn hoàn toàn có thể là xem được qua vệ tinh này. Đây và định vị ở đây qua Google Map này, Dubai Map này và các thứ được các bạn nhá. Và tiếp tới là nó có chức năng rất là hay, cái chức năng mình bản thân mình đánh giá rất là cao mà những cái dòng định vị khác không có, là nó có thể là đưa các bạn từ vị trí của các bạn đến vị trí là định vị này là như thế nào các bạn nhé. Nó sẽ chỉ đường cho bạn như Google Map, ví dụ là các bạn mù đường luôn các bạn nhé, không biết là đường ở đâu thì nó sẽ chỉ cho các bạn là đi đường nào là ok hết các bạn nhé. Đây các bạn hoàn toàn có thể là muốn chỉ đường thì các bạn chấm thẳng vào đây, chấm thẳng vào cái vị trí này các bạn nhé. Đây và độ sai số của nó các bạn nhé, độ sai số của nó chỉ có 5 mét thôi, cái 5 mét là độ sai số này đấy, chỉ là 5 mét thôi. Các bạn hoàn toàn có thể là chỉ vào cái mũi tên ngang đây này, đấy để nó đưa các bạn là đến các bạn nhé, đến cái vị trí đó đấy. Mà ông nào hay là bà nào mà đến nhà nghỉ nào hay là các thứ là cái độ sai số của nó là chỉ là 5 mét thôi các bạn nhé. Các bạn hoàn toàn đây các bạn chọn vào đây này, đây các bạn nhé, đây 1190 đường láng đây các bạn nhé. Ví dụ ở đây mình là ở chỉ đường từ 68 Nguyễn Chí Thanh đến 1190 đường láng thì nó sẽ là, ví dụ cái 1190 đường láng là cái định vị nhá các bạn nhé. Ở đây các bạn sẽ chọn địa điểm của bạn, các bạn là các bạn đang ở 68 Nguyễn Chí Thanh, các bạn muốn đi ra 1190 đường láng thì các bạn phải làm như thế nào thì ở đây nó sẽ thống kê hết cho các bạn luôn các bạn nhé. 4 phút 2,1 km đấy, ví dụ từ nhà các bạn đến đây là xem là ông này hôm nay ông bố bịch ở đâu hay là con cái đi chơi ở đâu đấy các bạn nhé, là nó thống kê cho bạn luôn là đi xe máy là hết 4 phút. Ở đây nó hoàn toàn có thể có chức năng là đặt Grab cho các bạn nhé. Đây đặt Grab cho các bạn này, từ 24.000 đến 27.000 là còn 1 phút nữa này, ô tô mobile này các thứ là đầy đủ hết các bạn nhé. Đấy và các bạn chỉ cần là ấn vào đây là bắt đầu rồi, bắt đầu vào đây đấy là nó sẽ đưa các bạn là cách đi luôn đấy, các bạn thấy chưa, cách đi luôn, không có ấn vào đây là quay đầu quay yếc là rẽ trái rẽ phải cái thứ, là nói chung là đây ngõ là nó hướng dẫn hết các bạn luôn các bạn nhé, là cái này nó cực kỳ là chi tiết luôn các bạn nhé. Đó và đây mình sẽ bách ra các bạn nhé để mình hướng dẫn các bạn là các chức năng tiếp theo. Đây các chức năng tiếp theo rất là hay. Đây còn cái cộng trừ là tăng cái nói đại khái là nó zoom ấy các bạn nhé, zoom to zoom bé là tăng cộng trừ ở đây các bạn nhé. Đó là chức năng định vị chính xác tuyệt đối luôn các bạn nhé, độ sai số của nó chỉ 5 mét thôi. Đây các bạn bách ra đây các bạn nhé. Tiếp tới là các bạn cái định vị này cực kỳ là hay, là nó có thể là xem được lịch sử di chuyển trong vòng 3 tháng tức là 90 ngày các bạn nhé, thì các bạn chọn vào đây đây các bạn nhé. Và hiện tại đây nó sẽ search là today yesterday và author, nó sẽ chọn ngày giờ ở đây thì mình đây mình sẽ search thử xem các bạn nhé. Today là hôm nay đây, tại mình là mình chưa đi ở đâu cả các bạn nhé, mình vẫn ở đây là 1190 đường láng, mình vẫn ở đây nên nó sẽ không có cái lịch sử đường đi màu vàng hiện lên các bạn nhé. Đấy còn khi các bạn mà đã đi rồi nó sẽ hiển thị ở lên đây là ok, là cái chức năng thứ hai là lịch sử các bạn nhé. Cái chức năng thứ ba ở đây là nó có chức năng là khoanh vùng cảnh báo các bạn nhé, có nghĩa là đây có nghĩa là cái định vị này ví dụ là mình đang khoanh vùng ở quận Cầu Giấy chẳng hạn đấy các bạn nhé. Đây cụ thể hơn này, các bạn vào đây phần gheo này các bạn nhé, thứ ba này nó sẽ có ba vị trí. Thứ nhất là khoảng cách khoanh vùng từ 100m các bạn nhé, 100m này, tăng kịch tầm này, tăng kịch tầm này đến 500m các bạn nhé, đến 5 cây các bạn nhé, là nó sẽ tăng hết lên ở đây các bạn nhé. Đây mình sẽ back ra lại cho các bạn xem này, vào phần khoanh vùng này. Đấy, nó sẽ có ba cái chức năng này. Đây từ 100m các bạn nhé, nó sẽ khoanh vùng từ bán kính. Có nghĩa là đây mình đang khoanh vùng thứ nhất là 1700m đây. Sau mình nhập tên vào đây là liên 1 chẳng hạn, mình nhấn số 1 vào đây. Sau mình nhấn ok. Có nghĩa là ví dụ hôm nay là thằng con trai mình chẳng hạn, đấy, hôm nay nó đi là nó bảo con nay con ở quận Cầu Giấy sang nhà bạn, thằng này ở ngõ 68 Cầu Giấy chẳng hạn nó chơi, mình sẽ khoanh vùng ở ngõ 68 trong vòng 1 cây. Nếu mà nó mà đi ra khỏi ngõ 68 nó sẽ lập tức báo về cho các bạn vào phần mềm này một cái tin nhắn để các bạn biết là à thằng này hôm nay là nó là nói dối mình đây, nó đi ra ngoài đi chơi với bạn bè đây. Đấy mà nó không phải ở nhà bạn, đấy là các bạn sẽ biết các bạn nhá, các bạn sẽ đặt được rất là nhiều những cái điểm khác nhau. Khoanh vùng đây các bạn nhé là 2.400 4.000m này, các bạn lại nhập tiếp
lên số 2 này, đấy là các bạn, này là do mình quy định nhá. Đây là sẽ tạo ra những cái ồ, đây là các bạn sẽ biết là nó có đi ra những cái vùng cảnh báo này hay không. Ví dụ ông chồng các bạn là đến công ty, ở ví dụ công ty ở quận Bình Thạnh chẳng hạn. Đấy, hôm nay ông đến đấy xong bây giờ vào giờ này ông chỉ ở đây đến 9 giờ thôi, 10 giờ ông lại từ Bình Thạnh sang Thủ Đức thì ông sang đấy làm cái gì? Đấy thì các bạn hoàn toàn có thể là khoanh vùng đây. Nói chung là rất là nhiều cái là tùy các bạn thôi các bạn nhá. Đấy, là tiếp theo cái chức năng tiếp theo là setting. Setting ở đây nó có rất là nhiều. S5B tức là cài đặt làm máy chủ, ở đây sẽ có là ba cái chức năng cài đặt làm máy chủ các bạn nhé. Cài đặt làm chủ cái định vị này các bạn nhé. Chủ của nó có nghĩa là mình có thể là sai khiến được nó, cũng như là gọi điện vào đây để nghe luôn, là trực tuyến luôn là đang diễn ra cái gì các bạn nhé. Converse setting là cũng như vậy các bạn nhé. Lặp lại ở đây là làm chủ của nó. Và ở đây auto on off, cái định vị này rất là hay, nó có khả năng là hẹn giờ giúp các bạn tiết kiệm pin các bạn nhé. Ví dụ là 2-3 giờ tắt, 6 giờ bật là nó cứ đến chu kỳ đấy là nó tắt nó bật thôi, là các bạn là hoàn toàn có thể là tiết kiệm pin để là trong cái thời gian đấy là sẽ không bị hao tốn pin. Đấy rất là hay, tắt bật tắt từ xa luôn các bạn nhá, rất là hay luôn. Ken ra các bạn nhá. Và theo keo đây các bạn là hoàn toàn để bật đây. Và Apple Shock Alarm, alarm những bạn nào mà dùng camera nhiều các bạn nhé, thì các bạn biết cái mục alarm này là cái mục cảnh báo các bạn nhé, cảnh báo khi thiết bị này ra khỏi đấy thì mình đã bật on đây rồi các bạn nhé. Đây và những cái này là mình bật on hết đấy, là cái chức năng, những cái chức năng cài đặt máy chủ này, bật tắt từ xa định vị này là ok hết ở đây các bạn nhé. Đó, và tiếp theo là Messenger, nó sẽ gửi tin nhắn về đây cho bạn là khi có thông báo này các bạn nhé. Và đây là voice này, là thu âm thu giấc các kiểu đây các bạn nhé. Đây và tiếp cái mục dưới này, cái mục dưới này đây nó sẽ thu âm rồi nó phát luôn ở trên phần mềm này các bạn nhé. Đây Changer này, Changer, và là các bạn hoàn toàn có thể là lập password cho cái định vị này để tránh trường hợp là chồng hay là tình nhân mà biết là người ta sẽ vào thì các bạn hoàn toàn có thể là đặt mật khẩu cho nó. Đây là ô lưu password là nhập lại ở đây xong save là ok các bạn nhé, mà hoàn toàn có thể là exit thoát ra các bạn nhé. Đây exit thoát ra là mình đây không thoát ra, còn thoát ra là ok các bạn nhé, là thoát ra như này các bạn nhé. Đó là vừa xong là mình đã hướng dẫn các bạn là cách sử dụng chiếc định vị L19 cao cấp các bạn nhé, tốt nhất từ trước đến nay trên thị trường. Có rất là nhiều chức năng khác nhau như định vị chính xác này các bạn nhé, 100% này, pin được 3-4 ngày liên tục này, chống nước này và nghe nén này. Ngoài ra nó còn có rất là nhiều cái chức năng như mình nêu ở trên, như là khoanh vùng cảnh báo này, gọi điện làm chủ nhân này, cũng như là biết là quãng đường di chuyển trong vòng 90 ngày này. Đấy và bật tắt từ xa, nói chung là vô vàn những cái chức năng khác nhau các bạn nhé. Và những bạn nào mà có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ với mình qua hai cái số hotline ở đây, chính là 0969920838 hoặc 0906201256 các bạn nhé. Bên mình cung cấp rất là nhiều những cái dòng sản phẩm khác nữa. Nếu mà các bạn thấy kênh YouTube của mình hay, cái kênh đang phát này các bạn nhé, hãy nhớ đăng ký kênh của mình để nhận những cái video mới nhất từ camera quay lén 360.com các bạn nhé. Thì những bạn nào mà đang tìm hiểu về cái dòng sản phẩm này ấy, thì hoàn toàn có thể là tìm hiểu kỹ ở những cái clip của bên mình, hoặc là các bạn nhắn tin cho mình. Đấy, mình khẳng định là không ở một cái đơn vị nào người ta nói kỹ như mình đâu các bạn nhé. Người ta chỉ nói là sơ sơ qua thôi, kể cả camera cũng vậy, người ta nói sơ sơ qua cái bước này bước kia, rồi quan trọng nói chung là người ta là loanh quanh là chỉ bảo là các bạn là mua đi thôi, mà người ta không phân tích kỹ như mình là các biểu tượng như thế là như thế nào cho các bạn đâu các bạn nhé. Đấy, và bây giờ là xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo các bạn nhé. Các bạn nên nhớ là mua những cái dòng sản phẩm chính hãng để khi các bạn là mất bỏ ra đồng tiền bát gạo là sẽ nhận được những cái sản phẩm chính hãng. Bên mình là đều có tem thẻ bán hàng cho công ty hết các bạn nhé, nên chế độ đãi ngộ cũng như là chế độ quà tặng và khuyến mãi thì nói chung là rất là hợp tình hợp lý cũng như là phù hợp với các bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.